Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Chào buổi sáng của Đài truyền hình Vĩnh Long hôm nay Chủ nhật ngày 22 tháng 2 năm 2015, mùng 4 Tết Ất Mùi. Đức Thành và Nguyệt Hằng thay mặt những người thực hiện chương trình gửi đến quý vị và các bạn lời chúc mừng năm mới. Và sau đây Nguyệt Hằng sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung chính có trong chương trình hôm nay. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát lệnh ra quân nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A. Tết trên quê hương Ngãi Tứ. Xuân nơi biên giới. Mở đường cho nông dân làm giàu. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua 21 tháng 2, tức ngày mùng 3 Tết, tại xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh ra quân nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Nam. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu nhà đầu tư và các đơn vị tham gia thi công tập trung vật tư, phương tiện và nhân lực để đảm bảo tiến độ công trình, phấn đấu thông tuyến vào dịp lễ kỷ niệm 30 tháng 4 năm nay và bảo đảm chất lượng mỹ thuật. Trong quá trình thi công, các đơn vị phải thực hiện đầy đủ các quy trình để bảo đảm an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Nam được nâng cấp mở rộng đi qua các huyện Duy Xuyên, Quế Sơn, Thanh Bình, Phú Ninh, Núi Thành và thành phố Tam Kỳ có tổng chiều dài gần 60 km. Theo thiết kế, quốc lộ 1A đoạn qua địa phận Quảng Nam mặt đường rộng 20,5 m đối với những đoạn qua đô thị gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp, giải phân cách và hệ thống thoát nước dọc. Những đoạn ngoài đô thị mặt đường rộng 15,5 m. Theo đó, tốc độ giao thông trên tuyến đường này đạt 80 km/h đối với đoạn ngoài đô thị và 60 km/h đối với đoạn qua đô thị. Thưa quý vị, tại cửa biển Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi đã diễn ra lễ hội ra quân nghề cá đầu năm 2015. Đây là lễ hội truyền thống của địa phương được tổ chức định kỳ vào ngày mùng 3 Tết Nguyên đán hàng năm, mang đậm nét văn hóa tâm linh và ý nghĩa đặc biệt đối với ngư dân miền biển. Lễ hội đã được lưu giữ và tồn tại qua hàng trăm năm và càng thiêng liêng hơn mỗi khi được tái hiện. Ngay sau lễ cúng tế thần Nam Hải tại Lăng Ông, các phần nghi thức múa bả trạo cầu ngư, hát sắc bùa, múa lân, chương trình văn nghệ mừng đảng, mừng xuân tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho ngư dân dịp đầu năm mới. Lễ hội đã thu hút đông đảo người dân tham gia. Kết thúc phần lễ, gần 20 tàu thuyền lớn nhỏ của xã Phổ Thạnh nối đuôi nhau rẽ sóng vươn khơi đánh bắt trong tiếng trống giòn giã liên hồi, tiếng hò reo của mọi người, hứa hẹn một mùa khai thác bội thu. Hiện Phổ Thạnh là xã có số lượng tàu thuyền lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi, chiếm gần 25% tổng công suất. Thưa quý vị và các bạn, sau ngày giải phóng, đời sống của bà con xã Ngãi Tứ còn nhiều khó khăn. Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trong xã, những năm gần đây, bộ mặt nông thôn ở Ngãi Tứ có nhiều đổi mới. Tết năm nay, người dân trong xã đón xuân mới trong niềm vui phấn khởi. Năm nào cũng vậy, lãnh đạo xã Ngãi Tứ đều tranh thủ đến thăm và chúc Tết nhiều gia đình trong xã. Đến thăm chúc Tết gia đình ông Nguyễn Thanh Dân, gia đình có truyền thống cách mạng tiêu biểu của xã. Năm nay, gia đình đón Tết có phần sung túc hơn mọi năm nhờ kinh tế gia đình phát triển. Năm nay thì nói chung là gia đình tôi thì nói chung là ăn Tết rất phấn khởi vì làm ăn kinh tế nói chung là cũng phát triển tốt, thuận lợi. Đồng thời mong muốn của tôi thì coi như là làm ăn kinh tế càng ngày càng phát đạt để góp phần cùng địa phương để xây dựng cái được xã được chuẩn là coi như là nông thôn mới. Và đồng thời cũng mong muốn của tôi là coi như là đất nước càng ngày càng đổi mới hơn để người dân là được cuộc sống được khấm khá và đồng thời nó là giàu đẹp. Năm 2014, địa phương thực hiện tốt các chính sách giải quyết việc làm, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, nên đời sống và thu nhập của bà con được cải thiện đáng kể. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt trên 25 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 3%, nhiều ngôi nhà mới mọc lên, nhà nhà đều đón Tết đủ đầy sung túc. Tết năm nay thì gia đình tôi làm ăn thì nó đạt nhiều cái kết quả, thì được cái nhà khang trang, thì trong gia đình có 4 thành viên, thì ai cũng phấn khởi và
đạt những cái điều mong muốn hơn năm trước. Sang năm mới thì gia đình có những cái xu hướng, thí dụ bây giờ ở ấp hoặc ở xã có mà hút lợi xã hội gì đó thì có nhu cầu thì mình đóng góp vô đó, để mình xây dựng cái xã nông thôn mới cho nó hoàn thiện. Em đón Tết trong nhà mới em rất là vui và phấn khích. Qua năm mới em sẽ cố gắng học hành tốt để cho ba mẹ vui lòng. Sinh Ất Mùi năm 2015 thì bà con nhân dân xã Ngái Tứ thì ăn Tết rất là phấn khởi vui tươi. Thì trong năm qua cũng nhờ cái chủ trương của đảng ủy và ủy ban nhân xã tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc biệt là chuyển đổi từ ruộng lên vườn rồi trồng màu. Từ đó thì bà con được tăng cái thu nhập trên cái một đơn vị diện tích. Cái thu nhập bà con thì cũng không ngừng được nâng lên. Mạng lưới giao thông nông thôn của địa bàn xã thì được đầu tư và mở rộng, thì góp phần tích cực cho việc cái phát triển kinh tế của địa phương. Hướng tới thì tập trung đảng ủy, ủy ban nhân xã tập trung để mà đẩy mạnh cái chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần thực hiện hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí trong năm 2015 để đạt xã nông thôn mới. Để có được những thành tựu như hôm nay là sự nỗ lực rất lớn của chính quyền và nhân dân trong xã. Năm 2015, xã phấn đấu được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới để cùng với tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu trong xây dựng xã nông thôn mới theo nghị quyết đã đề ra, góp phần nâng cao đời sống người dân và đổi mới bộ mặt nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, đồng bằng sông Cửu Long, 9 trên 13 tỉnh có đường biên giới giáp với nước bạn. Những năm qua, bộ đội biên phòng các tỉnh đã phát huy tích cực vai trò của đội quân công tác, vừa chiến đấu vừa giúp dân xây dựng đời sống mới, làm cho bộ mặt đời sống người dân vùng biên có nhiều đổi thay. Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, mời quý vị cùng đến thăm một vùng biên giới nơi cuối trời Tây của Tổ quốc để xem cán bộ chiến sĩ vùng biên đón xuân như thế nào nhé. Xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang có gần 13 km đường biên giới giáp nước bạn Campuchia. 98% dân số nơi đây làm nghề nông. Cửa khẩu quốc gia Giang Thành là nơi giao thương mua bán trao đổi hàng hóa giữa nhân dân hai tỉnh Kiên Giang và Campuchia. Với đường biên dài có 9 cột mốc nên việc qua lại biên giới thuận lợi. Đây cũng là nơi dễ xảy ra các hành vi vi phạm an ninh chủ quyền biên giới. Vì vậy, trong dịp Tết Nguyên đán, công tác tuần tra bảo vệ cột mốc chủ quyền vùng biên luôn được tăng cường. Thưa quý vị các bạn, tôi đang đứng tại cột mốc 302 đường biên giới giữa xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang và xã Prey Cớ, huyện Túc Mía, tỉnh Campuchia của Vương quốc Campuchia. Để có được mùa xuân bình yên nơi biên giới thì cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc gia Giang Thành đã ngày đêm tăng cường công tác tuần tra kiểm soát để giữ vững chủ quyền an ninh biên giới và đảm bảo cho người dân có một cái mùa xuân tươi vui hạnh phúc. So với ngày thường, ngày Tết, bộ đội biên phòng phải tăng cường gấp đôi số lần tuần tra để đảm bảo cho vùng biên giới được ổn định. Với những cán bộ chiến sĩ lần đầu được tuần tra cùng với những đồng chí đồng đội công tác lâu năm, trong lòng không khỏi xúc động. Đồng chí Vũ có thể cho khán giả được biết đó là cái cảm tưởng của đồng chí như thế nào khi mình lần đầu tiên đi tuần tra biên giới, đặc biệt là trong cái mùa xuân này? Lần đầu tiên tôi đi tuần tra biên giới thì tôi rất vui và vinh dự tự hào vì mình đã góp phần và bảo vệ được cho nhân dân đón một mùa xuân thật là vui, bình yên. Sau khi cùng với các cán bộ chiến sĩ đồn cửa khẩu biên phòng quốc gia Giang Thành đi tuần tra ở tuyến biên giới thì bây giờ chúng tôi đã về đến đồn và cùng với các cán bộ chiến sĩ cũng như là chị em phụ nữ ở địa phương tham gia gói bánh tét, thì chúng ta sẽ nghe cái cảm tưởng của các đồng chí. Được đưa về đơn vị mới, được tiếp xúc với các cô chú cùng nhau gói bánh tét, em rất vui và rất mừng gỡ được đón Tết trong quân đội lần đầu tiên. Tổ chức gói bánh tét để cùng với các em chiến sĩ cũng như là các anh ở trong đơn vị để đón một cái mùa xuân ấm áp tình quân nhân, cũng như hàng năm thôi tụi em cũng làm như thế. Thì cái thứ nhất là động viên tinh thần của các cái chiến sĩ trẻ. Cái thứ hai nữa thì cũng cái mối liên tịch phối hợp giữa hội và địa phương cũng như là đơn vị là tạo cái mối gắn kết rồi để cho các cái chiến sĩ trẻ xa quê gia đình thì có một cái mùa xuân an lành hạnh phúc. Không giống như ở quê nhà có thể quây quần bên người thân bạn bè trong ngày Tết, những ngày này cán bộ chiến sĩ phải trực trong đơn vị.
Thế nhưng thấm nhuần phương châm bảo vệ trước đón Tết sau, các cán bộ chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc. Chúng tôi tập trung là giáo dục là cán bộ chiến sĩ luôn an tâm tư tưởng, rồi xác định được cái nhiệm vụ của từng đồng chí. Đó, rồi tổ chức tuần tra kiểm soát chặt chẽ người phương tiện qua lại biên giới, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân qua lại biên giới để thăm thân và về ăn Tết. Được sự quan tâm của Bộ Quốc phòng cho là đơn vị là mỗi một đơn vị là 15 triệu. Trong đó thì cho cán bộ chiến sĩ mỗi một đồng chí là 3 cái đòn bánh tét. Thì chúng tôi cũng tiến hành tổ chức gói theo quy định. Đồng thời đơn vị cũng chích một phần quỹ của đơn vị ra để tổ chức đón xuân vui vẻ cho tất cả cán bộ chiến sĩ. Bước sang năm mới, nhân dân ấp Hòa Khánh, xã Tân Khánh Hòa vô cùng phấn khởi bởi một con đường mới khang trang đã được xây dựng, xóa đi tình trạng lầy lội sình bùng trước đây. Để có một con đường dài gần một cây số này, 20 cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc gia Giang Thành đã cùng nhân dân làm liên tục trong gần 10 ngày. Trong dịp Tết năm nay thì bà con thấy là bà con mừng, đi tới đi bằng đêm có đi chợ đi này, nghe bà con nói rất mừng, rất dễ đi lại. Thì cái thứ nhất đảm bảo, chứ trước đây thì con đường này chưa có, nếu có mưa gió thì khó đi, có thể lội té là nguy hiểm cho tai nạn cho con người nữa. Thì được con đường này bà con rất mừng. Gắn bó với nhân dân và bảo vệ cho người dân được an toàn. Đối với cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Giang Thành thì đây là một cái nhiệm vụ trọng tâm được các đồng chí thực hiện rất là quyết liệt. Mùa xuân nơi biên giới tuy không ồn ào náo nhiệt nhưng mà nơi đây nó thấm đẫm tình quân dân, nó thể hiện được sự gắn bó giữa người dân với bộ đội biên phòng. Sự gắn bó ấy làm nên sức mạnh để bảo vệ, giữ vững được cái cột mốc chủ quyền biên giới của đất nước. Thưa quý vị và các bạn, sau một năm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về các giải pháp siết chặt chất lượng và phòng chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm, đến nay toàn hệ thống đăng kiểm đã có thay đổi tích cực. Ngoài việc chỉ đạo quyết liệt của Bộ Giao thông Vận tải, thì nhiều địa phương cùng vào cuộc, cùng tham gia giám sát, quản lý chặt chẽ hoạt động kiểm định tại địa phương. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, thay đổi rõ nét nhất là tác phong phục vụ khách hàng ở mỗi đơn vị đăng kiểm. Dù là đơn vị do Cục Đăng kiểm Việt Nam hay địa phương quản lý cũng đều coi khách hàng, chủ phương tiện là đối tượng phục vụ và kèm theo đó là sự tuân thủ đúng quy trình kiểm định. Tâm lý dễ dãi xin cho trong đăng kiểm ở cả hai phía, khách hàng và người thực thi công vụ đã được thay đổi bằng quan điểm nhất quán. Chỉ có chuẩn mực kỹ thuật mới là yêu cầu cao nhất trong quá trình kiểm định kỹ thuật. Ngoài chuyển biến về cung cách làm việc, thời gian qua, tỷ lệ xe cơ giới đường bộ không đạt yêu cầu kỹ thuật trong lần kiểm tra đầu tiên và phải sửa chữa khắc phục lên tới hơn 30%. Kết quả này cũng phản ánh rõ những thay đổi trong hành động của người làm công tác đăng kiểm, trong khi những năm trước chỉ hơn 10%. Hay với tàu biển, tỷ lệ tàu biển bị nước ngoài lưu giữ lần đầu xuống dưới 4%. Thưa quý vị, trong sản xuất nông nghiệp, bà con nông dân thường đặt câu hỏi trồng cây gì, nuôi con gì để bảo đảm hiệu quả. Đây là vấn đề không đơn giản, không chỉ đối với người nông dân mà ngay cả những người quản lý. Tuy nhiên hiện nay, ở các địa phương đang phát triển nhiều mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao, có thể nhân rộng và phù hợp với các tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Thưa quý vị, tận dụng thân lá khoai lang để nuôi dê mang lại hiệu quả kinh tế ở xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân đang là mô hình thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Trong những cuộc trò chuyện ngày xuân với nông dân xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân, ngoài câu chuyện trồng khoai lang, bà con nông dân còn quan tâm đến mô hình nuôi dê. Đến thời điểm hiện tại, toàn xã phát triển đàn dê gần 1.000 con, tăng gấp 3 lần so với 4 năm về trước. Gắn bó với nghề nuôi dê gần 20 năm, ông Lê Thanh Nhàn ở ấp An Thới có đàn dê gần 30 con. Nhờ nuôi dê cộng với trồng màu mà kinh tế gia đình ông ngày càng khấm khá hơn, cất được căn nhà khang trang. Ông vừa đầu tư 20 triệu đồng xây dựng thêm chuồng nuôi mới để tiếp tục phát triển mô hình nuôi dê. Nhờ nuôi dê này nên cuộc sống gia đình nó phát triển. Bây giờ thì nuôi nhiều thì nó khỏe hơn hồi đó, vì có dê khoai nhiều lắm. Thấy nghề dê này thì nó có phát triển hơn nhiều hơn ruộng, vì nó cái giá nó không bắt bên bằng lúa. Lúa thì nó mơ về mốt khác hơn. Thì mai mốt này đầu tư nhiều hơn, đương các chuồng đang nuôi nhiều hơn nữa.
Thì năm gọi này thì bán được dê thịt với bán dê nuôi được 70 triệu. Còn anh Lê Ngọc Xếp ở ấp An Phước, gia đình không ruộng trường, cuộc sống trước kia phụ thuộc vào làm thuê làm mướn. Thế nhưng chỉ sau 4 năm nuôi dê, gia đình anh đã thoát nghèo và sửa chữa được ngôi nhà tươm tất. Thì dê phai thì mày ruộng mày đồng ta cho mình cắt với người ta dở đó. Thì ta cho mà cắt đem về cho dành cho nó ăn. Nuôi thì thấy cuộc sống gia đình nó cũng ổn định với gia đình. Làm thì có lợi năm thì tính ra 20 con thì chắc lẽ lợi từ 3-40 triệu á. Không nuôi dê sinh hoạt bằng mướn mình thuê chứ sao giờ. Mà có thì nó ổn định nó đỡ hơn. Thức ăn có sẵn, không phải mất tiền mua. Cho nên dù dê thịt giá cả có xuống thấp thì người nuôi cũng không sợ lỗ vốn. Hiện nay, một con dê thịt nuôi từ 10 đến 12 tháng, người nuôi có lợi nhuận từ 3 đến 4 triệu đồng. Là vùng chuyên canh trồng khoai lang lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long, bình quân mỗi năm Bình Tân trồng khoảng 10.000 hectare khoai lang, cho nên nguồn thân lá khoai lang là rất dồi dào và cũng là nguồn thức ăn dồi dào cho phát triển mô hình nuôi dê. Ngay đầu năm mới Ất Mùi 2015, thêm một tin vui cho các hộ nuôi dê ở Bình Tân là Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện nghiên cứu thành công đề tài ứng dụng phương pháp sơ chế thân lá khoai lang. Trong năm nay, đề tài sẽ được triển khai rộng rãi ở địa phương. Phòng Nông nghiệp có là chủ động nghiên cứu đề tài là ứng dụng phương pháp sơ chế thân lá khoai lang. Phương pháp này nó có ưu điểm, đó là trước tiên là chúng ta đã tận dụng được cái nguồn phụ phẩm thân lá khoai lang để kết hợp với nguyên liệu đó là bột bắp và cám gạo, thì hai nguyên liệu này rất phổ biến ở địa phương của mình để cho người dân chúng ta là ủ trộn nguyên liệu để sau đó thì cho dê ăn thì rất hiệu quả. Thường nếu mà chúng ta nuôi dê thịt thì thường để đạt trọng lượng là bán có tỷ lệ thịt cao thì khoảng trung bình là khoảng một năm tuổi thì chúng ta mới có thể bán, lúc này là dê thịt nó có đạt cái tỷ lệ thịt cao. Còn khi mà áp dụng phương pháp này giúp cho con dê nó tăng trọng cao và là rút ngắn khoảng thời gian lỡ khoảng là 8 tháng chúng ta có thể là bán được dê thịt. Tập trung thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, hiệu quả và phát triển bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các ngành, các địa phương trong năm 2015 và những năm tiếp theo. Mô hình sử dụng thân lá khoai lang để nuôi dê sẽ là sự lựa chọn hiệu quả đối với nông dân Bình Tân trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để nâng cao thu nhập đời sống. Mời quý vị và các bạn theo dõi một điểm báo. Một điểm báo sáng nay, chúng ta cùng điểm qua những thông tin nổi bật được đăng trên báo Thanh Niên số xuân Ất Mùi 2015. Thanh Niên xuân Ất Mùi 2015 gồm 86 trang, nội dung tập hợp các bài viết đặc sắc hấp dẫn sẽ là món quà đầu xuân đầy ý nghĩa cho bạn đọc trong những ngày chào đón năm mới Ất Mùi 2015. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Toàn quốc lần thứ 7 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã phát động phong trào lớn trong thanh niên cả nước 5 năm tới, Tôi yêu Tổ quốc tôi. Mục tiêu là cổ vũ người trẻ rèn luyện mình thành công dân tốt, có ích cho gia đình, xã hội, xung kích, tình nguyện, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên vững mạnh, cống hiến tốt cho quê hương đất nước. Đây cũng là vấn đề mà tác giả Nguyễn Quang Thông đề cập đến trong bài viết Tôi yêu Tổ quốc mình. Năm 2015 là năm đầy ắp những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Mở đầu là kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đảng, sau đó là những hoạt động đầy ý nghĩa nhân 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 40 năm đại thắng mùa xuân giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9. Năm 2015 cũng là năm diễn ra đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 12 trong bối cảnh nền kinh tế đất nước chuyển mình sau những năm tháng nỗ lực vượt khó. Các chủ trương, chính sách, cơ chế mới về phát triển đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả. Lòng yêu nước trong lớp lớp thế hệ người trẻ một khi được cổ vũ, phát huy và tạo điều kiện được thể hiện thông qua các hoạt động thi đua tích cực trên mọi lĩnh vực đời sống sẽ tiếp nối truyền thống, ngày càng tạo ra những giá trị quan trọng cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông tin chi tiết các bạn tìm đọc ở trang nhất của báo. Tiếp nối ở trang 2 và trang 3, Thanh niên xuân Ất Mùi đã đăng phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội về các vấn đề thời sự chính trị và kinh tế xã hội được quan tâm trong năm qua. Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cống hiến hy sinh phải luôn đặt lên hàng đầu.
phải vừa phát huy vai trò xung kích sáng tạo, tinh thần tình nguyện, khơi dậy tiềm năng to lớn của thanh niên, động viên thanh niên đi đầu, thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đồng thời phải hết sức chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của thanh niên, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để thanh niên cống hiến, phấn đấu tự rèn luyện, tìm được lẽ sống cao đẹp cho mình. Cố nhiên, đối với thanh niên thời đại Hồ Chí Minh, vấn đề cống hiến, hy sinh cho lý tưởng cách mạng luôn được đặt lên hàng đầu. Tham nhũng làm tổn thất kinh tế và niềm tin. Đó là phát biểu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại hội nghị tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi theo dõi mới biết là tham nhũng ngày càng tinh vi. Tham nhũng không phải đứng một người riêng lẻ mà dây mơ rễ má, hình thành những nhóm nữa sâu chuỗi bao che, bảo vệ nhau. Nhân dân không hài lòng. Tham nhũng làm kinh tế thì thiệt hại, còn về chính trị thì dân mất lòng tin. Tham nhũng buộc người dân phải thốt ra những lời đau lòng. Thưa quý vị, trả lời báo giới nước ngoài tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới khu vực Đông Á, Philippines, ngày 22 tháng 5 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khẳng định thiêng liêng chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo. Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình bởi vì chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng. Chúng tôi luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị, diễn dông, lệ thuộc nào đó. Cái gì cấm đoán, hạn chế bất hợp lý phải bãi bỏ. Đó là phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách cho ý kiến về dự án luật đầu tư và doanh nghiệp sửa đổi ngày 9 tháng 9 năm 2014. Luật này phải quyết hết các điều kiện cấm, hạn chế kinh doanh ở các luật chuyên ngành khác để quy định lại cho phù hợp. Cái gì cấm đoán, hạn chế bất hợp lý phải bãi bỏ. Việc phải làm lúc này và Quốc hội phải làm trọng tài chứ còn chờ các bộ này ngành kia tự rà soát để bãi bỏ, chỉnh sửa. Tôi không tin là làm được. Thưa quý vị và các bạn, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng lỗi lạc, nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh được cả loài người tiến bộ tôn vinh là hành trình không mệt mỏi, sáng tạo không ngừng. Không những thế, người còn khơi nguồn cho sáng tạo Việt Nam trong thời đại mới. Đề cập đến vấn đề này, tác giả Ngô Dương Anh có bài viết Người sáng tạo khơi nguồn sáng tạo, nội dung bài báo cho biết. Trong thế kỷ 20, bản lĩnh văn hóa của dân tộc Việt Nam được hấp thụ thêm những thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại đã tỏ rõ sức mạnh của mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhìn thấy rõ, đánh giá đúng và khơi nguồn sáng tạo cho dòng sức mạnh trí tuệ Việt Nam không ngừng. Sang thế kỷ 21, sự phát triển khoa học công nghệ đang từng giờ từng phút làm thay đổi thế giới. Sáng tạo cần nhấn mạnh hơn nữa với mỗi người, mỗi cộng đồng, mỗi đất nước nếu không muốn bị bỏ lại phía sau. Sao học, học nữa, học mãi, phải là sáng tạo nữa, sáng tạo mãi. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương lớn của tinh thần đó. Nhiều thế hệ trẻ Việt Nam đã hy sinh, phấn đấu với tinh thần đó. Bối cảnh mới hôm nay càng cần phát huy tinh thần đó. Thông tin chi tiết đang ở trang 4 của báo. Chia sẻ với thanh niên Xuân Ất Mùi về trách nhiệm của thanh niên trong thời kỳ hội nhập, anh Nguyễn Đắc Vinh, bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, mở đầu câu chuyện bằng những suy tư trăn trở. Có lẽ thế hệ tôi và thế hệ các bạn trẻ hiện nay vẫn còn một gánh nặng trách nhiệm chung, đó là sự phát triển khoa học công nghệ. Mặc dù kinh tế nước ta có phát triển, nhưng so với nhiều nước tiên tiến trên thế giới, trình độ khoa học công nghệ của chúng ta chưa được nâng lên tương xứng. Điều đó đòi hỏi người Việt Nam nói chung, thanh niên nói riêng phải cố gắng nhiều. Trước đây khi Tổ quốc gọi là thanh niên sẵn sàng lên đường chiến đấu, hy sinh, còn ngày nay mỗi thanh niên có trách nhiệm đối với đất nước thì phải có tinh thần dấn thân, dám xông pha vào lĩnh vực khó, sẵn sàng tới vùng sâu vùng xa, luôn tràn đầy tinh thần khởi nghiệp để xây dựng một thế hệ thanh niên Việt Nam năng động, sáng tạo, tự tin hội nhập. Thông tin chi tiết các bạn có thể tìm đọc ở trang 4 và trang 5 của báo. Chúng ta vừa theo dõi những thông tin trên các báo Xuân Ất Mùi 2015. Sau đây thì mời quý vị khán giả cùng cập nhật những thông tin dự báo thời tiết trong ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Truyền hình Vĩnh Long sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay với sự chi phối của vùng áp thấp nóng, nền nhiệt cả nước hầu hết không thay đổi, cả trên biển và đất liền duy trì thời tiết tốt. Riêng gió mùa trên biển Đông được dự báo là sẽ có cường độ trung bình và hoạt động ở cấp 4, đồng thời không còn giữ hướng Đông Bắc mà có khuynh hướng chuyển dần sang gió hướng Đông. Tình trạng biển được dự báo bình thường, thời tiết Nam Bộ ngày và đêm được dự báo như sau.
Tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ thì tại Tây Ninh duy trì mức nhiệt độ cao vào trưa chiều và có thể đạt mức là từ 34 cho đến 35 độ. Đêm và sáng sớm toàn miền Đông nhiệt độ thấp nhất là từ 22 cho đến 24 độ và trời không còn lạnh. Tại Cần Thơ và Rạch Giá thì được dự báo là nhiệt độ cao nhất trưa nay giữ nguyên mức từ 31 cho đến 32 độ. Ban đêm nhiệt độ ở Rạch Giá không đổi và thấp nhất ở mức là 22 độ, nhưng ở Cần Thơ thì tăng nhẹ lên mức là 23 độ. Cà Mau và Phú Quốc ban ngày nhiệt độ có tăng nhưng do gần biển nên vẫn khá mát mẻ, cao nhất là từ 31 cho đến 32 độ. Về đêm với xu hướng tăng nhiệt nên ấm lên một cách rõ rệt với mức nhiệt độ thấp nhất là 23 độ. Phần cuối của bản tin hôm nay là phần dự báo cho Vĩnh Long và các khu vực lân cận. Trưa nay duy trì nắng nhiều nơi, nhiệt độ ổn định, cao nhất là từ 31 cho đến 32 độ. Ban đêm một số nơi nhiệt độ tăng chậm, thấp nhất dao động từ 22 cho đến 23 độ, trời ấm. Đến đây chúng tôi xin kết thúc bản tin dự báo thời tiết. Thân ái, chào tạm biệt.